Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình phân tích tin tức thời sự của đài SBTN do Đỗ Dũng và Vũ Anh phụ trách. Thưa quý vị, tin trong nước cho biết sắp tới đây có thể nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ thay cái biểu thuế siết chặt hơn các loại xe nhập cảng qua cái đề nghị của Bộ Tài chánh. Lý do là hiện nay Việt Kiều hồi hương đó được quyền mang một chiếc xe về với cái giá rất là rẻ bởi vì họ không phải đóng cái thuế gọi là VAT. Thành ra cái giá có thể nói là rẻ vô cùng. Nhưng mà dần dần thì người ta thấy là bắt đầu có cái sự lợi dụng trong này. Chẳng hạn như theo Bộ Tài chánh cho biết năm 2011 trong cả năm chỉ có 164 chiếc nhập vào thôi. Thì năm 2012 con số đã lên đến 1.120 mấy chiếc, tức là hơn 1.100 chiếc, là gần 1.000%. Thành ra là bên Việt Nam họ cho rằng là đây là cái đường mà kẽ hở để mà trốn thuế. Tức là nhà nước Việt Nam sẽ mất một năm bao nhiêu triệu đô la, thì bây giờ cái này thay đổi là đánh thuế ngang nhau hết, giống như các loại xe nhập cảng khác. Ví dụ 200%, xin lỗi quý vị, thì chúng tôi vẫn đánh 200% để ngăn chặn tình trạng này, cũng như để mà thu ngân sách cho nhà nước. Cái đó là ngược lại với lại cái chính sách mà gọi là ưu đãi Việt Kiều của Việt Nam vẫn có từ lâu nay. Thì không biết là vì lý do họ ngưng không ưu đãi Việt Kiều, hay là vì lý do đã có nhiều người mà trong đó rất nhiều Việt Kiều lợi dụng cái chính sách này. Ví dụ như thế này, anh Ánh ở Việt Nam, tôi về chơi, tôi xin cái giấy gọi là hồi hương, thì tôi mang một cái chiếc xe về, giá rất rẻ, rồi tôi lo đưa anh Ánh, đưa tôi mớ tiền, anh Ánh lo hết tất cả nhập cảng này kia vô, và anh Ánh bán có lấy lời. Thì cái tiền chênh lệch lời đó là hai bên chia với nhau, đó là cái chuyện xảy ra bấy lâu nay. Và cái gì cũng vậy, thưa quý vị, ăn riết rồi nó cũng bể ra, chứ nó chẳng có lâu dài. Nhưng mà thưa anh, liệu cái chuyện tăng thuế như vậy có ngăn chặn được cái tình trạng nhập cảng xe ồ ạt như vậy không, hay là thu thuế chính phủ hay không thưa anh? Thật sự ra thì chúng ta cũng thấy rõ ngay là cái con đường này nó cũng chỉ làm cho cái dịch vụ của nó chậm lại tí thôi. Vâng. Lý do là thật sự ra những cái xe mà đắt tiền như vậy đó thì chỉ có giới nhà giàu và quyền quý. Vâng. Thì họ mới quyền thế, xin vâng. lỗi quý vị. Thì họ mới dùng mua cái đó với lại một cái giá tương đối là nó không bị đánh thuế 200%. Vâng. Thế nhưng mà nó có cái chuyện là bây giờ liệu cái giới đó họ có còn khoái nó cái nhập cảng mấy cái xe mà không bị đánh thuế đó hay không? Không thưa anh. Xe anh nhập vào đánh thuế không biết, anh bán ở thị trường là giá nó như thị trường. Vâng. Bây giờ tôi nói giả sử cho cái xe nó 100.000 đô la, cái vốn anh mua mà anh nhập của bình thường đó, ví dụ anh đóng đủ các loại thuế là 90.000 đô, anh bán là 10.000 đô, nhưng cái xe của Việt Kiều về đó anh được bớt thuế ví dụ là 30.000 đô, anh chỉ trả có 60.000 đô thôi, thì cái 30.000 đô đó anh chia với người Việt Kiều đó, anh vẫn bán 100.000 đô, chứ anh đâu bán rẻ hơn đâu. Vâng, thật sự ra đó thì như thế mà này. Anh có để ý con số tại sao nó tăng cao như vậy không? Từ 100 mấy chục chiếc bây giờ lên hơn 1.000 chiếc một năm. Vâng, tại vì thứ nhất là anh Dũng cũng thấy là khi mà họ bán cái giá thị trường đó, nhưng mà vâng. thật sự ra nó khi mà họ bán cái giá thực thì mình không biết. Vâng. Không, đây là mình nói là tôi họ lấy dùng chẳng hạn như cái anh mà nó có quyền ở trong đó, nó biết là cái anh này đưa chuyên môn làm cái chuyện đó. Ừ. Thì nó bảo tôi anh bán cho tôi cái này đi, giá thị trường nó nhà, nhưng mà anh đã không phải đóng thuế rồi. Không, bây giờ nó không bao giờ nó bán anh cái giá không đóng thuế đó. Nó vẫn bán bằng cái giá kia để nó lấy cái tiền không đóng thuế nó bỏ túi, chứ nó không bao giờ nó bán cái giá rẻ hết. Vâng, nó vẫn bán giá cùng thị trường. Thì cứ cho là như vậy đi. Thế nhưng mà cái người mà có thể làm những cái chuyện đó là những cái giai cấp nào ở trong không, thì một Việt Kiều đó. Đơn giản một Việt Kiều về không, một Việt Kiều thì đồng ý anh Việt Kiều, nhưng mà những người bà bán lại đó. Đúng. Làm cách nào mà có thể mà không, họ vẫn bán được, bán cái giá thị trường. Họ lời là lời cái chỗ mà giảm thuế. Tôi muốn hỏi anh là có phải cái nhu cầu có tăng lên là làm sao chặn được cái chuyện này, đang từ 164 chiếc bây giờ lên 1.124 chiếc. Nó tăng cao như thế. Thì bây giờ giả sử anh có tăng thuế chăng nữa thì chỉ có anh buôn bán đó là mất cái tiền đó thôi. Tại anh mua bán đó là lâu nay anh lời là nhờ cái khoản tiền không đóng cái thuế VAT. Mà bây giờ anh đóng thuế VAT thì cái anh đó anh vẫn phải mua bởi cái nhu cầu nó có mà. Thành ra câu hỏi tôi là nó có ngăn chặn được không? Anh hỏi cái con số mà nó càng ngày nó càng tăng, đó là bởi vì càng ngày Việt Kiều làm cái chuyện nó càng nhiều. Không, bây giờ sắp tới là thuế tăng lên bình thường, Việt Kiều có làm nó đâu có làm được nữa, bởi vì đâu có lợi. Vâng, thì nhưng mà tôi đang muốn hỏi cái nhu cầu á. Không, cái nhu cầu thì vẫn còn, nhưng mà làm ơn đi mua cái xe nó khi mà không có người, tôi nói thật, khi mà không có người làm cái đó nữa, không có người kiếm lời được cái đó, thì tôi nghĩ rằng lại trở ra cái thị trường bình thường mà thôi. Cái đó là cái chuyện một cái hình thức mà chợ đen mà
buôn bán mà gọi là trốn thuế là nó à. Nó nằm ở trong cái đó. Bây giờ nếu mà cái đó không được nữa thì không có người làm cái chuyện đó nữa. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này nó vẫn chậm lại thôi, chứ còn thật sự ra cái nhu cầu của nó khi có đó thì người ta tìm mọi cách này cách khác người ta đưa cái xe vào trong Việt Nam. Đó là bởi vì cái nhu cầu nó có, nó chỉ có vấn đề là giá cả thôi. Cái giá cả này đó, cái thuế này là chỉ đánh vào những cái người mà đang buôn bán cái xe này thôi, đối với Việt Kiều thôi, chứ còn nó không ảnh hưởng cái thị trường xe. Như bởi vì thị trường xe là cái xe là giá 100.000 thì lúc nào nó cũng 100.000 hết. Anh có mua bình thường 90.000, anh bán 100.000, anh lời 10.000, đó sau khi đã đóng các khoản thuế rồi. Còn bây giờ anh mua cái xe nó với dạng là anh là Việt Kiều cầm về, ví dụ anh bớt được 20.000 thuế thì anh vẫn bán 100.000, nên nó có bán 70.000, anh thấy không? À, 80.000, anh đâu có bán cái giá đâu. Thật ra tôi nghĩ rằng là cái chuyện này nó không có giảm cái chuyện, nhưng mà nó nhắm vào cái chỗ là lấy thêm ngân sách cho nhà nước, mà liệu có lấy được hay không, hay là lại mấy ông kia lại bày những cái trò khác ăn hối lộ, lại đâu đó dọc đường lại chia bớt nữa. À, vâng, à, thật sự cái đó bây giờ thì với cái tình trạng của xã hội Việt Nam bây giờ cái tham nhũng nó như vậy đó. Vâng. À, thành ra chúng ta nghĩ rằng cái chuyện đó, cái thuế vào cho nhà nước thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Vâng. Nhưng mà cái vào túi của các người mà có thế lực, có chức, có quyền đó thì tôi nghĩ rằng nó nhiều không hơn. Không cần có chức, có quyền, nó chỉ cần ở trong cái chỗ mà làm ăn buôn bán, cái gọi là lo về cái thuế. Không, thì anh muốn làm ăn buôn bán cái đó là anh phải hối lộ ra cái chắc vâng, rồi. Vâng, đó. Vâng. Thành ra cái tiền hối lộ nó vào đâu, không lẽ bây giờ nó hối lộ cho anh Dũng, không vâng. Hối lộ cho tôi. Vâng. Nó phải hối lộ cho những cái người nhà cầm quyền mà có cái quyền sinh sát ở trong nước về vấn đề đó. Vâng. Chứ không lẽ hối lộ người bình thường. Thành ra tôi muốn nói một cách thẳng là nếu mà mình nói tới cái chuyện mà vào ngân sách quốc gia đó thì tôi nghĩ rằng cái này vào rất ít và vâng. Nó vào túi tư của cái tư nhân rất là nhiều. Vâng, thì họ sẽ tìm cách nào đó để họ gọi là vượt qua những cái hở nào đó, hoặc là vượt qua cái khó khăn này. Đó là chuyện nhập cảng xe hơi vào Việt Nam qua cái đường gọi trong nước, tôi gọi là đường Việt Kiều, thưa quý vị. Trong cái đó thì tin cho biết là Việt Nam vẫn quyết tâm xây dựng gọi là các nhà máy điện nguyên tử trong tương lai. Chúng ta cũng biết là Việt Nam dự trù từ giờ đến năm 2030 là họ sẽ xây tổng cộng 7 cái nhà máy điện nguyên tử, mà chủ yếu là ở miền Trung, và hai cái nhà máy đầu tiên đó dự trù xây ở tỉnh cái nhà máy đầu tiên dự trù xây ở tỉnh Ninh Thuận đó là do Nga chế tạo, và đáng lý xây năm 2014 thì bây giờ dời lại đến năm 2017 bắt đầu khởi công. Và cách đây không lâu, quý vị còn nhớ ông Ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam và ông Ngoại trưởng John Kerry của Mỹ đã ký tắt một cái thỏa hiệp để cho Mỹ có thể cung cấp cái gọi là thiết bị nguyên tử để xây dựng máy nguyên tử ở Việt Nam. Vì ông theo Kerry nói rằng á, thị trường nguyên tử Việt Nam là lớn thứ nhì Đông Á chỉ sau Trung Quốc mà thôi. Và thị trường này theo dự trù trong những năm tới sẽ lên tới 50 tỷ đô la. Ngoài Nga và Nhật thì Nam Hàn cũng đã ngắm nghé, và Pháp ngắm nghé vào cái chuyện này. Và bây giờ tới phiên Mỹ cũng ngắm nghé vô nữa. Có những cái chuyên gia về nguyên tử phản bác cái chuyện này, nói rằng là Việt Nam không nên xây nhà máy điện nguyên tử bởi vì nó rất nguy hiểm. Qua hai kinh nghiệm Fukushima bên Nhật cũng như Chernobyl ở bên Ukraine trước đây, nhà máy điện nguyên tử thì rẻ, thì phải là bảo đảm môi trường sạch sẽ. Thế nhưng mà các chuyên gia, ba chuyên gia của Ý ở bên Pháp đó, thì họ nói rằng cái bờ biển Việt Nam là cái nơi có thể bị sóng thần, thành ra mà xây nhà máy điện ở đó thì rất là nguy hiểm. Nếu mà sóng thần đánh vào thì nó cái lợi bất cập hại. Thế nhưng mà chính quyền Việt Nam vẫn quyết tâm làm chuyện này, và không như các quốc gia khác có lấy ý kiến người dân Việt Nam. Chúng tôi không cần lấy ý kiến người dân gì cả, chúng tôi đại diện người dân, chúng tôi quyết là chúng tôi làm thôi. Thưa anh, có vẻ như là Việt Nam quyết tâm cái chuyện này, xây dựng cái nhà máy điện nguyên tử bởi vì họ có nhu cầu về điện. Với cái tăng trưởng kinh tế hiện nay là có 5%, 6%, họ cần cái nhu cầu đó, và tới năm 2020 cái nhu cầu điện càng ngày càng tăng, bắt buộc anh phải có điện, đúng không? Nếu không anh phải nhập cảng điện từ Lào hay Thái Lan hay Cambodia thì cũng đắt thôi, mà lại chiến lược nó nguy hiểm, chúng tôi phải làm. Thế nhưng mà vẫn có cái chuyện nguy hiểm, cái đó anh phải trả cái giá đó. Nhưng mà tại sao Việt Nam vẫn chấp nhận làm chuyện này mà không thèm hỏi ý kiến dân là tại sao? Vâng, thật sự ra nó cái hình ảnh này thì chúng ta tôi đưa ra một cái hình ảnh nhỏ thôi. Vâng. Trong cái lúc mà chúng tôi đang đói nó cồn cào ruột. Vâng. Một cái dĩa đồ ăn để lên trước thì có một người nói rằng cái đó được ăn coi chừng nguy hiểm đâu, vì có thể trong cái đồ thực phẩm nó có lẫn những cái chất độc ở trong đó. Vâng. Thế nhưng mà lúc đó đói đó thì anh thấy không còn phương tiện nào khác thì bắt buộc họ phải dùng cái đó thôi. Huống chi cái chuyện này là nhà máy điện, họ lại đang đói khát về cái chuyện mà điện lực trong cái cho cái vai trò phát triển. Thì tôi nghĩ rằng cái mà họ có thể quyết định cái đó là bởi vì lý do là cái
cái nói rằng cái Fukushima thì đối với Việt Nam họ mới đang ở cái bước xây dựng, họ chưa bao giờ có một cái điện nguyên tử đó thì họ cũng vượt qua thôi, cái đó nó còn xa. Nhưng cái quan trọng nhất là giải quyết cái vấn đề trước mắt, thành ra đấy là một trong những chuyện khi người ta đã giải quyết vấn đề trước mắt thì người ta không nghĩ tới cái gì khác là cái phải có điện ngay để có thể sử dụng, để có thể phát triển. Đó là một cái điều mà chính quyền Việt Nam tôi nghĩ rằng họ quyết tâm họ làm cái chuyện đó. Mặc dù rằng rất là nhiều ông tiến sĩ này tiến sĩ kia viết ở trong cái những cái web của họ nói rằng cái DEA là nhà máy điện nguyên tử nó như thế vân vân. Thế nhưng mà nhìn ngay cả người Nhật Bản họ bị ảnh hưởng bởi quả bom đó, nhưng mà thấy rõ ràng là họ vẫn phải phát triển cái nhà máy điện vì cái nhu cầu. Mấy cái ông viết đó thì nó chỉ là thiểu số thôi, quan trọng là dân, nếu dân họ chống thì chắc cũng chả dám làm, nhưng mà bởi vì dân ở đây không có quyền chống, bởi vì chả có ai được đề cập đến cái chuyện này trên báo chí cả. Thế nhưng mà thưa anh, họ biết chứ, tức là làm cái này nó có lợi trước mắt và có thể có hại về lâu dài, như anh nói nếu tai nạn xảy ra. Ông Chủ tịch Ủy ban Năng nguyên tử của Việt Nam thì ông khẳng định là chúng tôi sẽ làm theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm an toàn, không phải gì cả. Nhưng mà trong thâm tâm mình cũng biết là nếu có thì cũng phải chấp nhận, là bởi vì giờ chúng tôi đang cần điện, như anh cho cái trường hợp mà giờ đói hồi ăn lát đau bụng đi cầu tính sau. Nhưng mà nó có đáng không anh? Anh xây những cái nhà máy điện nguyên tử như vậy tạo ra bao nhiêu điện này kia, nhưng mà rủi có cái chuyện gì nó chết bao nhiêu người. Chẳng lẽ những cái người này rẻ hơn những cái chuyện mà chính sách sao? Hay là anh tính bằng cái thực tế là ô những người này chết thì cũng được, nhưng mà chúng tôi cần có phát triển kinh tế để cho nhiều người khác sống hơn. Có phải vậy không? Vâng, đó là xin lỗi quý vị, đó là những cái chọn lựa của những nước nghèo. Vâng. Những nước nghèo họ không thể cách nào khác hơn được. Vâng. Tôi lấy thí dụ chẳng hạn như là bên Ấn Độ. Cái dân chúng họ nghèo như vậy, ở trong cái thời gian họ phát triển cái nhà máy điện nguyên tử. Và cuối cùng thì dân họ tương đối nó khá một chút xíu, chưa biết cái tai nạn nó xảy ra bao nhiêu lúc nào. Thế nhưng mà hiện tại họ khá hơn. Đó là một vấn đề mà các nước nghèo không có cách nào khác hơn được.